Hello chào cả nhà. Giờ là 12 giờ đêm. Giờ này là người ta ăn, người ta ngủ hết trơn. Cũng còn một số người giống như tôi thích tâm sự mong mỏng xíu nha mọi người. Trong cuộc sống này nó có nhiều cái bất ngờ, rất là nhiều cái bất ngờ. Để mà trải qua một cái quá trình gọi là kinh doanh mua bán, như tôi là hết mười mấy năm trời vẫn bị dính cái ngu, đó là cái gánh nợ. Mình cũng nghĩ là thôi anh em bạn bè thì mình gánh cho, nhưng mà thực tế là thì họ không có nghĩ là họ cứ nghĩ là mình gánh cho một mình họ, chứ họ không nghĩ là gánh cho rất là nhiều người. Các anh chị của chú có biết là một lần Phương gánh nợ là bao nhiêu tiền không? Một người dì chi là 5 đến 10 triệu. Thì với anh chị cứ tính ra được đầu người, một người 5 đến 10 triệu thì 5 người, 10 người, 20 người thì bao nhiêu tiền? Nó lên tới hàng trăm triệu. Nhưng mà khi mà mình cần gấp á, mình nhắn tin mình thì thanh toán bớt cho mình để mình xoay sở công việc nó gấp á, thì họ im luôn, họ nói lơ luôn, rất là nhiều nha. Mà Phương cũng bị cái tình trạng này rất là nhiều, mà tại sao mình cứ lại bị cái lủng quẩn ở cái chuyện này hoài? Có nghĩa là mình cũng cảm thấy là mình hồi xưa mình cảm thấy mình muốn mua một cái gì đó mà mình không có tiền, mình cũng rất là ức, cho nên là mình thấy những cái tình trạng đó mình cảm thông thì mình mới bán. Nhưng mà họ không có nghĩ là những cái vật chất, những cái đồ đó là mình lấy bằng tiền mặt, chứ không có ai cho mình hết. Mình cũng không có sản xuất được luôn. Mấy bạn nghĩ một cái điện thoại bao nhiêu tiền? Cái bèo bèo á, bèo nhất là cũng vài triệu rồi, đúng không? Thì họ không có nghĩ tới là rồi cái đó ở đâu ra, cái đó ở đâu ra mà mình có để mình bán cho người ta. Họ không có nghĩ tới vấn đề đó, mà họ nghĩ tới là họ mua cái điện thoại đó, họ thiếu lại rồi họ sẽ trả, thì biết rằng họ sẽ trả rồi đó. Nhưng mà cuộc sống mà nó phải có cái này, phải có cái kia, người ta đã cho mình nợ, hoặc là nợ không đồng, nợ không lãi suất, nợ tình cảm, thì mình phải làm sao? Nói chung là mình không có nói gì được nữa hết. Và mình chỉ đúc kết là một câu là sau này mà lỡ có những anh em khác mà kẹt cứng, kẹt tiền vậy đó, mà không có điện thoại xài mà muốn mình bán gánh nợ, thì mấy anh em cũng thông cảm, xin lỗi nha. Là bất kể là ai, thì cả dòng họ bà con họ hàng cũng không bao giờ gánh một đồng nào nữa hết. Rất là mong cả nhà thông cảm nha. Chịu không nổi, gánh xong là đòi mệt lắm. Rồi bye bye cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon nha.